Em tiếp tục quay hộ mấy cái mặt hàng điện thoại thanh lý ạ. Thanh lý hàng cỏ thanh lý giá rẻ. 500k một chiếc. 500k một chiếc. Và có hai chiếc iPad đây, cũng là hàng thanh lý hết. Một chiếc 700k, chiếc này 700, chiếc này 800. Thì em những dòng này thì cấu hình nó thấp các bác nhé, cấu hình nó thấp. Nên các bác Zalo, Facebook hoặc là xem YouTube, gọi là cấu hình thấp đấy, bắt buộc là xem nó không thể như những cái máy 5-7 triệu mấy chục triệu của các bác được. Nhưng các bác chú ý cái này gọi là dùng tạm, dùng tạm, cấu hình thấp. Nói chung là đó là hàng thanh lý mà, thanh lý. Thì sau đây em sẽ giới thiệu từng cái cho các bác. Tất cả điện thoại đây đều 500 một chiếc. Thì em chỉ xếp chiếc số thứ tự, chiếc số 1 này, số 1 này. Đấy, hàng thanh lý 500.000 một chiếc. Này các bạn lấy dùng tạo nghịch lấy đấy. Đây để kéo cái màn này ra cho bác thì nó trong này. Hàng thanh lý nhá. Quay hộ nốt cho nó hết này. Đây. Chưa. Hàng thanh lý. Để cái mặt này cho nó sáng hơn. Đấy. Dùng lượng đây. Dung lượng trong là 61,8 GB. Biết báo thật hay báo ảo. Này giới thiệu điện thoại này. Này con số 1 500k. Con số 2 cũng 500k. Hàng thanh lý. Vẫn màn vẫn dán này. À con này giữ vân tay thôi. Đúng rồi, giữ vân tay. Đấy. Năm trăm k giảm 4 GB ROM 64 thanh lý giá bèo đồng tạ. Số 2 500k, số 3 đây màu tím 500k. Đấy, cái này phải thừa tay, tay nó phải dài mới ra. Đấy, số 3 dung lượng này 64 GB. Giới thiệu điện thoại này. Đây. Ôi giời, hàng Trung Quốc thanh lý đấy các bác. 500k. Số 4 500k. Đây em đang hộ thanh lý thôi, các bác nào lấy thì lấy đi. Thì em không bán cái món này. Đấy. Số 4. Đấy, những cái này mà lột những cái màn giấy ngoài đi nó sáng nữa. Dung lượng đây 64 GB. Giới thiệu này. RAM 4 GB, ROM 64 này. Rồi. Số 4 màu xanh này. Số 5. Đấy là chưa lột cái lông nữa. Số 5 này. Cài đặt này. Con này vẫn để tiếng Anh à. Chuyển. Tiếng Việt này. Đấy. Giới thiệu điện thoại này. Đấy, RAM 8 này. ROM 128, chả biết báo thật hay báo ảo. Điện thoại China 500k. Đấy. Số 5 500k. Số 6 500k. Đấy. Số 6 này. Màn hình gần 5 inch nữa. Số 6 500k. Ui. Dung lượng này 64 GB này. Giới thiệu này. Đấy. 500k.
đây là số 6, số 7 này, xanh nâu, 500k tiếp. Đây. Trở về tiếng Việt. Đấy ạ, số 7 đấy. Bộ nhớ này. Đây, là bộ nhớ ấy rồi, không phải không được. Đây, giới thiệu đây. Đấy ạ, RAM 4GB, ROM 64. Con số 7, 500. Con số 8 cũng 500k. Đấy. Dung lượng này. 32GB. Giới thiệu này. Đấy, ROM 4 32, RAM 4, ROM 32. Số 8 500k. Số 9 500k. À còn này giữ vân tay. Đây chưa? Đây số 9 500k. Giới thiệu này. Phiên bản Android 9.1 RAM 4 này, ROM 64. Đấy, số 9 500k. Số 10 đây. Số 10 là con iPad. Màu đen này. Đấy. Có khe cắm thẻ nhớ nhỏ này, cổng sạc 5V này, ui giời, cái dòng thanh lý dòng rẻ tiền này các bác, 700.000 lấy về dùng tạm, dùng bò tạm đấy này nhá, vuốt này, đấy mở khóa này. Chút này, đây còn con màu xanh này đấy nhá. Đấy, này. Màu xanh nữa. Đây, YouTube này, cập nhật để có để nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà giờ cập nhật thì ngày mai các bác. Đúng không? YouTube đi đây. Cấu hình này. Vì lâu ngày nó phải cập nhật mà nhiều bác nào mà về mà những cái máy này nó gọi là cùi cùi đều đều ấy. Về các bác cài ứng dụng mà về đa số là những cái máy này nó lâu, nó không được cài, không được bắt wifi. Các bác về bác cắm cái vào là những cái ứng dụng nó lâu ấy, nó tự động cập nhật là nó máy nó đã nặng đơ lắm rồi. Kể cả nhiều con máy ví dụ như con iPhone à, bác mua bây giờ bác mua con iPhone đời 2018, 2019 chẳng hạn, hoặc 2020, mà năm nay 2021 rồi, thì nó đã qua bao nhiêu cái phần mềm cập nhật. Hoặc là con Samsung vậy, cái đời từ 2020 hay 19 mà hàng mới tinh, bây giờ các bác chỉ cần kết nối wifi phát là đã cập nhật phần mềm. Nên ít nhất là khi mới mở thì các bác phải cho nó cập nhật phần mềm mất tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Sau đó bác cài cái gì cài. Nhiều bác vào về mua con Samsung mới tinh, nhiều bác kiểu phần mềm nó chưa được nâng cấp, mà trong thời gian đó thì người ta nâng cấp rất là nhiều cái phần mềm ấy rồi. Là về nó tự động có wifi, nó tự động nó tải, nó nâng cấp lên. Về các bạn thi nhau cài, cài cả đống vào thì là máy nó đưa cứng. Ôi mẹ, mà hàng vừa mua máy đều. Đấy là máy xịn còn thế, nhưng loại này á, có mà bác cài nhanh còn nó đưa cứng luôn. Đấy, em thì em cứ nói thật thì giá hàng rẻ mà. Đây, dung lượng. Đây, tổng 8GB dung lượng. Cái loại cỏ này, mấy trăm nghìn. Đấy, em cứ quay cho bác nhìn. Kiểu máy 11 phiên bản Android 4.4.2. Ok chưa? Đấy. Còn bây giờ ví dụ như đây, vừa đây YouTube rồi cập nhật này. Đấy. Thế là có tí wifi, nhưng wifi này yếu lắm bác ạ. Nó chưa được một vạch nào. Cứ như thế này mà cập nhật mất cả ngày thì các bạn em thử cho các bác thì các bạn tiết tây. Thôi cứ để cho nó cập nhật đi. Đấy, con này là con số 10, giá 700. Thấy chưa?
số 10 là 700. Đấy, sang con số 11 giá 800, màu xanh này. 800 con này. Màu xanh 800. Đó, mút màn hình đi. Đấy. Vẫn đang mở đây, vẫn đang mở xem nhà cháu mở đây. YouTube để chạy những cái video này nó chỉ là cái phần mềm về các bác cài xong cho nó cập nhật lên, cập nhật mới lên thì nó hỗ trợ thì nó càng mượt vậy thôi. Đấy, được chưa? Ok chưa? Đấy, dựng lên tự xoay màn hình. Đấy, có đây đường cắm tai phone thì anh nghe đây. Ok rồi, hết rồi. Sang bài dân ca này. Đấy. Đấy. $800k số 11. À chết, cho vào các bác xem bộ nhớ bộ nhiếc lên nào, bộ nhớ bộ nhiếc. Đây, 800k. Dung lượng đấy. Giới thiệu hộ này 8GB cũng như con kia, dung lượng 8GB. Giới thiệu phiên bản vẫn 4.4.2. Nếu bạn nào có nhu cầu liên hệ hàng Thanh Lý ạ. Giá rẻ. Vừa bán vừa cho, chả thích thì vứt đi.